Em Sơn xin được kính chào quý anh chị và các bạn. Hôm nay thì thật là vui khi mà bên cửa hàng em mới mua về một chiếc xe Kia Sorento được sản xuất vào năm 2021. Đây là phiên bản máy dầu nhá quý anh chị nhá. Xe thì mang biển kiểm soát Hà Nội 30G999.61. Cái biển này thì rất là đẹp quý anh chị ạ. Nếu mà quý anh chị ở Hà Nội thì chỉ việc mà sang tên thôi. Đó. Đây là bản dầu nhá quý anh chị nhá. Có ngoại thất là màu trắng và nội thất là màu kem. Và chiếc xe này chạy được 2,7 vạn km. Bên em đang chào bán với mức giá là 1 tỷ 090 triệu. Giá này thì ở tại thời điểm thị trường gần đây thì giá rất là hợp lý quý anh chị ạ. Đó. Ngoại thất là màu trắng nhá quý anh chị nhá. Và đây là cái phiên bản mới nhất của dòng Sorento rồi. Đó. Cái mặt ca lăng này hình dạng mũi hổ nhá. Nó rất là sang trọng. Đó. Quý anh chị có thấy này. Rất là đẹp nhá. Cái đường mạ cầu lùm này nó còn rất là sáng bóng. Đèn pha thì sẽ được trang bị ở full nét hết rồi. Đó. Có cả đèn sương mù nữa này. Cảm biến thì xung quanh xe. Lốp thì vẫn nguyên bản theo xe nhá. Xe chạy được có đúng 2,7 vạn thôi. Còn rất là mới, na răng, đa chấu các thứ này. Chưa có một vết chảy xước gì. Chủ xe đi rất là giữ gìn. Đó. Cái dòng Sorento này thì sẽ được trang bị gương chỉnh điện gập điện này, rất là to bản nhá. Có cảnh báo điểm mù trên gương. Phần sơn các thứ này nó rất là mới nhá quý anh chị nhá. Cực kỳ đẹp bóng. Xe này em mới mua về nhá. Nên chưa kịp làm một tí chi tiết gì. Hiện giờ thì em đang quay mộc cho quý anh chị xem. Đó. Phần đuôi xe cũng thế này. Nhìn rất là đẹp đúng không quý anh chị? Đó. Cái phần cụm đèn hậu này cũng được full nét rồi nhá quý anh chị nhá. Đây là phiên bản 2.2 máy dầu. Đó. Được sản xuất vào năm 2021. Cốp thì sẽ được chỉnh điện này. Có camera lùi rồi nhá quý anh chị nhá. Camera lùi. Đó. Đây là một chiếc xe MVB rộng rãi, sang trọng và rất nhiều option. Đều khoang cốp của chiếc xe này nhá. Nó rất là rộng. Nếu mà quý anh chị đi tham quan nhá, để được rất là nhiều vali. Đó. Xe được trang bị 7 chỗ ngồi. Hàng ghế thứ hai là hàng ghế dành cho những ông chủ. Nó tách rời nhau nhá quý anh chị nhá. Đó. Xe rất là dài đúng không quý anh chị? Nên bên trong khoang nội thất thì nó rất là rộng rãi và ngồi nó cực kỳ là thoải mái quý chị ạ. Ngoại thất là màu trắng nhá quý anh chị nhá. Đó. Sơn thì nó còn rất là mới. Đó. Cái xe này mà em mua về thì em chỉ cho đi rửa qua thôi. Nó rất là mới quý chị ạ. Đây này. Đấy. Đây là hàng ghế thứ hai nhá quý anh chị nhá. Hàng ghế thứ hai thì nó sẽ tách rời nhau và được trang bị 3 vùng điều hòa độc lập. Đó. Đi ra này, chưa có một vết chảy xước gì nhá. Chủ xe đi rất là giữ gìn. Xe một chủ mà còn rất là mới. Ghế lái thì cũng được chỉnh điện này. Có ghế da thì đục lỗ thông hơi. Có phanh tay điện tử auto hold. Và có sưởi ghế nhá quý anh chị nhá. Sưởi vô lăng. Vô lăng thì bọc da ốp gỗ này. Đó, cái đường vân da các thứ còn rất là mới nhá quý anh chị nhá. Đó, có cruise control. Gương thì đều được auto một chạm nhá. Nhớ hai vị trí này. Đó. Rất đẹp quý anh chị ạ. Chiếc xe này chạy được 2,7 vạn km nhá quý anh chị nhá. 2,7 vạn km. Bây giờ là em đang lổ chiếc xe này. Đó. Em tiến lên tí cho xe bên cạnh nó đi. Điều hòa 3 vùng độc lập nhá quý anh chị nhá. 3 vùng độc lập luôn. Rất là mát. Đây là camera lùi của chiếc xe này.
Đó. Xe phía bên cạnh đang đi nhá quý anh chị nhá. Và được trang bị hai cửa sổ trời luôn. Hai cửa sổ trời này. Đó. Điều hòa ba vùng độc lập nhá quý anh chị nhá. Có sạc không dây USB này. Đó. Chế độ eco tiết kiệm nhiên liệu. Quá đầy đủ tiện nghi quý anh chị ạ. Xe này thì khỏi phải bàn về cái phần option rồi. Nó rất là nhiều. Em đang lùi nhá. Đi rất là êm ái quý anh chị ạ. Quý anh chị mà đi đường dài thì đi con này thì quá là phê rồi. Đó. Rất là đẹp. Những con ốc các thứ nhá đều được nguyên bản theo xe luôn. Quý anh chị mua xe bên em thì em cam kết với quý anh chị về chiếc chất lượng của xe, không đâm đụng, không ngập nước, máy móc hộp số nguyên bản theo xe. Quý anh chị có thể check bất kỳ đại lý chính hãng nào của Kia hoặc là Gala mà quý anh chị quen biết, có cảm biến xung quanh xe nhá quý anh chị nhá. Nó rất là mới. Bây giờ em đang quay mộc cho quý anh chị nhá. Đó. Xe này thì em chỉ rửa qua nước lã thôi. Đây là phiên bản 2.2 máy dầu. Đó. Rất mới nhá quý anh chị nhá. Hàng ghế phụ thì cũng được chỉnh điện này. Đó. Những chi tiết phần tắp ly cũng thế, còn rất là mới, keo chỉ các thứ này. Nguyên bản theo xe nhá. Đó. Đây, hàng ghế thứ hai này sẽ được tách rời nhau luôn. Quá là đẹp quý anh chị ạ. Xe này thì đi du lịch thì cực kỳ là thích. Đó. Thì sau đây thì em xin tổng kết lại. Bên cửa hàng em mới mua về chiếc Kia Sorento phiên bản 2.2 máy dầu. Và chiếc xe này thì em đang chào bán với mức giá là 1.090.000.000. Giá này bên em vẫn còn thương lượng và linh động nhá. Nếu mà quý anh chị quan tâm thì hãy liên hệ giúp em hotline trước màn hình, hoặc là đến trực tiếp tại showroom của em ở bên 99 đường Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội, ở Zoom Hà Nội K, để đến trải nghiệm chiếc xe hoặc là đi uống nước với em cũng được. Thì ở phần cuối video này thì em xin quý anh chị muốn like, muốn subscribe, muốn ấn chuông để ủng hộ kênh YouTube của em. Giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo. Em xin cảm ơn ạ.